Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đào tạo trực tuyến của công ty Appian. Và trong chuỗi video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm EDEM. Đây là một phần mềm chuyên dụng cho mô phỏng các loại vật liệu dạng khối. Đó. Và trong các video trước thì mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thao tác và thực hiện những cái bài mô phỏng. Và trong những video tiếp theo thì mình sẽ có thể là hướng dẫn các bạn làm với những cái mô hình, những cái loại máy móc khác để các bạn có thể là dựa vào đó các bạn có thể là thao tác với máy móc cũng như quy trình sản xuất của các bạn. Và quay trở lại với chương trình thì trong bài số 5 ngày hôm nay của chúng ta, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta mô phỏng phân tích bền kết cấu của máy dựa trên kết hợp giữa phần mềm EDEM và phần mềm OptiStruct. Thì để các bạn dễ hình dung và dễ hình dung ra cái quy trình mà chúng ta sẽ thực hiện thì các bạn cùng theo dõi lên đây. Thì đây là cái quy trình mà chúng ta sẽ thực hiện một cái bài phân tích liên quan đến độ bền của kết cấu. Chúng ta sẽ sử dụng EDEM để chúng ta mô phỏng tương tác giữa vật liệu, ở đây thì chiếc xe là vật liệu dạng khối, là vật liệu than đá, giữa vật liệu than đá và cái thùng xe. Đó. Sau khi có sự tương tác, kết quả sự tương tác giữa vật liệu và thùng xe, ví dụ như là lực tác động, lực va chạm giữa vật liệu và thùng xe, hay là lực tiếp xúc đó, hay là lực ma sát vân vân, thì sau đó chúng ta sẽ xuất được những cái giá trị lực đó sang phần mềm OptiStruct để chúng ta tiến hành phân tích bền. Thì nếu như bạn nào chưa biết thì OptiStruct là phần mềm của hãng Ante chuyên cho mô phỏng và phân tích bền của kết cấu. Đây là phần mềm số 1 thế giới hiện nay. Ok, và sau đó sau khi thực hiện phân tích xong thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm cũng là của hãng Ante, đó là phần mềm Hyperview chuyên dụng cho những cái công việc là đọc xuất kết quả phân tích. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua phần mềm chúng ta thực hiện. Ok, chúng ta cùng quay trở lại với phần mềm EDEM. Và đây là cái mô hình mà mình đã setup và chạy từ trước. Đây là một cái mô hình xe tải. Đó. Thì chúng ta cùng kiểm tra lại một chút. Và nếu như bạn nào mà chưa biết cách setup thì các bạn có thể xem lại những video bên trước của mình nhá. Ok. Thì ở đây chúng ta sẽ có vật liệu dạng khối này, vật liệu của xe này. À, thì tất nhiên rồi thì cái xe thì nó bao gồm rất là nhiều loại vật liệu đúng không? Mỗi chi tiết là một loại vật liệu, nhưng mà chúng ta sẽ với cái thùng xe này chúng ta sẽ lấy cái giá trị vật liệu này và gán cho tất cả. Và các bạn lưu ý này, khi các bạn có thể nhìn thấy ở đây, các bạn để ý là chúng ta có một cái khung màu đen ở đây đúng không? Thì đây chính là thể hiện cho cái vùng mà chúng ta sẽ thực hiện phần mềm sẽ thực hiện để mô phỏng. Đó. Thì các bạn có thể để ý là cái vùng màu đen này của chúng ta chỉ bao gồm cái phần trên này thôi. Thì tức là chúng ta sẽ tính toán những không gian nằm trong cái phần trên này thôi, đúng không? Đó. Ok. Thì cái xe này của mình bao gồm rất nhiều chi tiết ở đây, một số chi tiết ở đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng là thằng truck bit này, đúng không? Thì khi mà vật liệu mà rơi xuống thì nó sẽ rơi ở cái thùng xe này, và chúng ta sẽ tính xuất được ra cái giá trị lực mà khi mà vật liệu rơi từ trên xuống, hay là chúng ta là quá trình chúng ta chất tải vật liệu lên ạ. Ok. Và đây mình có một cái factory để dùng để tạo vật liệu ra này. Ok, physics. Ok. Và ở đây là mình để in gravity là tác động trường từ trên xuống dưới thì chúng test như thế này. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua một chút về kết quả nhé. Đây, chúng ta đầu tiên chúng ta xem qua một chút về cái sự chuyển động của những cái hạt vật liệu khối này. Chúng ta sẽ bấm vào nút play ở đây. Ok. Đó, trong cái quá trình mà chúng ta tải vật liệu lên ví dụ như thế này, thì tất nhiên chắc chắn là trong thực tế sẽ không đều như này, nhưng mà
là nó sẽ tương tự và gần giống như vậy. Đó, chúng ta tải vật liệu lên như này, thì cái quá trình mà vật liệu rơi xuống và tiếp xúc với thành của thùng xe thì chúng sẽ gây ra những cái đấy, thì khi mà vật liệu rơi xuống nó sẽ va chạm với thành thùng như thế này, và chúng ta cũng có thể là tăng cái dạng tốc độ lên. Ok. À. Vật liệu rơi xuống và va chạm thành thùng, và khi mà vật liệu được chất đầy lên xe này rồi thì chúng ta sẽ cần phải tính toán cái xác định được cái phân bố của cái tải trọng trên thùng xe như thế nào, và từ đó chúng ta sẽ tính toán được chuẩn bị cũng như ứng suất trên thùng xe rồi. Chúng ta cũng thể xem cái giá trị vận tốc, giá trị vận tốc đấy. Đấy, velocity, vận tốc của hạt đấy. Chúng ta cùng bật lại. Và ok. Đây, giá trị này chúng ta nên tăng lên để cho cái khung nhìn của ta nó mượt hơn. Đó, ok, giá trị vận tốc này. Chúng ta có thể tổng, tạm dừng lại và show cái legend này. Ok, cần phải điều chỉnh lại cái legend này. Và ở đây có thể là vàng. Đó, ok. Đó. Chúng ta có thể xem được như vậy, tốc này. Ngoài ra chúng ta có thể xem được luôn là cái con tắc phóc trên mô hình xảy ra như thế nào, bằng cách là chúng ta chọn vào cái geometry và chúng ta chọn được track này. Đây. Và chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ có color by ok tụ fog này đó, và để nhìn rõ hơn được vậy thì chúng ta sẽ cần phải tắt cái đi mà thôi, để cũng được. Ok, đây là các bạn thấy tại những cái chân của thành mặt tiếp xúc giữa vật liệu khối và thành của xe. Đó, các bạn nhìn này. Đây, chúng ta cùng chạy để xem kết quả nhé. Đây, tại những cái vị trí tiếp xúc này. Đó, tiếp xúc này. Thì tại những vị trí đó là có những cái lực mà xảy ra tương tác giữa vật liệu và thùng xe, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cần phải xuất ra được những cái giá trị lực như thế này để chúng ta thực hiện tính toán và phân tích bền cho thùng xe. Đó. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện xuất cái giá trị lực đó tạo ra tại thời điểm cuối cùng này. Rồi, tại thời điểm khi mà chất đầy trên xe như rồi, chúng ta tải trọng lớn nhất đúng không? Chúng ta sẽ xuất ra bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng bấm vào file này, và chúng ta sẽ sử dụng export. Ở đây là các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái loại dữ liệu có thể xuất ra. Đó, ví dụ như là kết quả mô phỏng này, kết quả phân tích hạt này, xuất ra file đuôi của axit và xuất ra file của OptiTrack. OptiTrack thì chúng ta sẽ sử dụng là file của HyperMesh nhé. HyperMesh chính là file nhập kết quả cho nhập dữ liệu đầu vào cho OptiTrack. Và chúng ta ở đây tại mục này chúng ta sẽ đặt cái time step mà chúng ta cần xuất kết quả ra. Đây chúng ta sẽ đặt là mark hoặc là
cuối cùng, đúng không? Sau khi chất tải xong. Rồi, sau đó thì ở dưới này chúng ta sẽ chọn vào cái lực Force and Pressure Export. Ở đây, chọn vào khu vực này và cái chi tiết nào mà chúng ta cần xuất lực ở đây chúng ta sẽ chọn, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là cái chi tiết là thùng xe shock pit đây, và chúng ta giá trị chúng ta muốn xuất ra đó là lực đó, lực force đúng không? Chúng ta các bạn để ý là element force nhá. Thì khi mà các bạn mình tắt đi bật lại này, ở đây các bạn để ý này, khi mà chúng ta import cái mô hình vào ấy, khi mà chúng ta import cái mô hình vào và chúng ta sẽ có cái đoạn mà chúng ta sẽ đặt cái kích thước lưới, các bạn nhớ không? Khi mà chúng ta sẽ đặt cái kích thước lưới đây này, đây, import này, import mô hình này, chọn một cái mô hình này, đây chỗ này, này. Max size, min size này, đây chính là cái chỗ mà chúng ta sẽ đặt cái kích thước lưới để tạo ra những cái mắt lưới như vậy. Thì các cái mắt lưới như vậy càng nhỏ thì cái giá trị mà chúng ta xuất ra ở đây càng chính xác nhá. Mình sẽ thực hiện lại chỗ này, mình sẽ xuất ra cái giá trị của OptiChock này tại time step là 11 này, giá trị mà mình muốn xuất ra là element fog này, và ở đây chúng ta sẽ chọn cái vị trí chúng ta muốn lưu. Đến đó. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm export để phần mềm xuất cái giá trị lực đấy ra cho chúng ta. Rồi, sau khi mà chúng ta có được cái file xuất ra được thì chúng ta sẽ có một cái file file Excel về giá trị lực, chúng ta sẽ cùng bật nó lên. Ok. Chúng ta sẽ sử dụng cái file này để đây giá trị lực ở đây, chúng ta sẽ sử dụng cái file này để chúng ta import lực vào phần mềm OptiChock, chúng ta tiến hành tính toán. Ok đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng qua phần mềm OptiChock, thì phần này mình sẽ làm nhanh thôi. OptiChock này, ta khởi động phần mềm lên và chúng ta chọn vào cái user OptiChock và đây chúng ta sẽ qua tab model này, chúng ta sẽ import cái mô hình vào, import Velmochi này, chúng ta sẽ chọn đến cái mô hình xe tải của chúng ta. Thì cái mô hình này mình sẽ để dưới link mô tả nhé, thì các bạn có thể là dùng để thực hành. Chắc này, import vào này. Rồi, đây là cái mô hình thùng xe của chúng ta này. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải xóa bớt mô hình đi. Chúng ta sẽ chỉ lại cái thùng xe thôi, đúng không? Thùng xe thôi. Ok này, thùng xe này. Đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần là chia lưới cho cái, chúng ta sẽ sử dụng đó là ok đây, chúng ta sẽ sử dụng công cụ là Tetramesh để mét cho chi tiết này. Chúng ta sẽ chuyển một con này, chúng ta sẽ đặt cho nó một cái volume mét, và chúng ta sẽ đặt vào cho nó một cái size 60 mét, 60 mm này. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có Tetramesh parameter nữa. Chúng ta sẽ đặt cái này ơ cho những cái thành mét này. Không. Mình bàn này ơ đi. Ok này. Chúng ta sẽ quay trở lại volume mét và chúng ta sẽ mét, click vào mét.
Rồi sau khi mét xong thì chúng ta sẽ có một cái file như thế này. Đó, bề mặt lưới này. Các bạn lưu ý là chúng ta nên sử dụng một cái size mét. Một cái size mét cho giống nhau giữa OptiChock và Edem nhé. Để phần mềm tính toán và đưa ra cho chúng ta được cái giá trị chính xác tại những cái nốt và những cái phần tử. Đúng không? Mình sẽ ẩn cái này đi và mình sẽ show cái nét này như thế này. Đó. Thì chính là cái mét của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải import cái tải trọng mà chúng ta vừa xuất ra từ IDEM sang đây đúng không? Thì để nhập được cái file đó vào thì các bạn sẽ chuột phải vào cái vùng này, các bạn sẽ tạo ra một cái field. Field. Đó, trường thì các bạn phải rồi ở dưới này chúng ta sẽ chuyển sang là discrete và chúng ta sẽ chuyển cái này sang thành CP file này và chúng ta sẽ chọn cái file đó vào đây ok này file đó của mình PC này. Sau khi mà import tạo ra được một cái field như này thì chúng ta sẽ cần phải rename nó để cho nó nhập vào cái nhập đúng vào cái mặt này. Đúng không? Thì trước khi làm việc đó thì chúng ta sẽ phải cần phải mua cái phần tử này vào đúng cái component thùng xe. Cách là chúng ta sẽ sử dụng là organize. Thì để thấy được cái organize chúng ta sẽ vào view này. Và chọn đây, connector. Và chúng ta sẽ overlay những cái phần tử này. Những phần tử này về component này. Bạn nào mà chưa biết cách sử dụng phần mềm Hypermesh hay là OptiChock thì các bạn cũng có thể là theo dõi kênh của Up Việt và xem những, trên những cái chuỗi video nhé. Rồi, như vậy là cái phần tử đã được chuyển sang này. Mình sẽ xóa con rỗng này đi. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào đây. Và chúng ta sẽ chọn Rename. Để nhập cái phân bố lực đấy vào và chúng ta sẽ chọn vào đây là phây phây và sau đó chúng ta sẽ chọn tất cả những cái mặt bên trong của cái thùng xe này bởi vì vật liệu khối chỉ tiếp xúc với những cái mặt bên trong này đúng không? Chúng ta đổi thành fork này và chúng ta sẽ chọn tất cả những cái mặt bên trong này, click vào phây này. Là chọn một phây. Tiếp tục là những cái phây này. Đúng không? Phây này và phây này. Và có thể là những cái thành này nữa đúng không? Đây nữa đúng không? Rồi, ok, chúng ta sẽ bấm process. Rồi. Như vậy là những cái mặt mà đã được chọn vào rồi này. Chúng ta sẽ chuyển cái Proximity này sang Fork Balancing, đấy, lực cân bằng. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm Apply. Để phần mềm nhập cái giá trị lực đó vào. Rồi, sau khi import xong thì nó sẽ báo ra là cái realization complete và chúng ta sẽ có một cái component load collector ở đây với tên load case là load case 1 và chúng ta sẽ đổi tên nó thành fork này. Fork.
Rồi, sau khi có fork rồi thì chúng ta sẽ cần phải chúng ta sẽ tắt đi này, chúng ta sẽ tắt đi thì dễ hơn. Chúng ta sẽ cần phải gán cho nó cái ngàn đó, cái fix, thì chúng ta sẽ tạo vào đây, chúng ta tạo ra một cái gọi là SPC ngàn, mình hay đặt như vậy. Thì chúng ta sẽ đặt lại những cái vị trí mà chúng ta làm trong thực tế cho của chiếc xe đó. Thì đối với cái mô hình này thì mình sẽ đặt ngàm tại một số tại những nốt như thế này. Mình sẽ đặt nốt vào đây. Chúng ta sẽ vào là analysis này. Chúng ta sẽ chọn constraint. Và tại đây chúng ta sẽ chọn những cái nốt mà chúng ta sẽ đặt kệ cho nó. Ví dụ như ở đây là mình sẽ đặt một số những cái nốt tại mặt tựa ở đây. Chúng ta sẽ đổi sang thành nốt spot cho nó dễ. Ok, nốt này S3, nốt, và chúng ta sẽ chọn là nốt phát đây, ví dụ như là giữa hai cái nốt này, và chúng ta sẽ chọn là create này, và chúng ta sẽ chọn một số những cái nốt ở dưới này nữa. Đúng không? Các bạn trong video này thì mình sẽ chọn chọn một số những cái nốt ví dụ thôi. Ok. Đây. Ví dụ chỗ này mình sẽ chọn 4 nốt. Và vị trí này mình sẽ chọn 4 nốt. Rồi, để chính xác thì các bạn sẽ chọn vào đúng cái nốt mà các bạn sẽ lắp cái ở bên dưới chúng ta sẽ có những cái support của thủy lực nữa, thì là chính xác thì các bạn sẽ cần phải đặt ở đó, nhưng mà trong video này mình đang ví dụ thì mình sẽ đặt như vậy thôi. Ok này, rồi như vậy là mình đã có tải trọng này và mình đã có support này. Tiếp theo mình sẽ tạo ra một cái not step để chúng ta thực hiện chạy mô phỏng this này. Chúng ta sẽ chọn vào đây là lost step này, và chúng ta sẽ đặt là tên là static structure. Rồi ở đây chúng ta sẽ đổi xuống tại phần dưới này, chúng ta sẽ đổi kiểu phân tích thành static line static. Thì các bạn có thể là AutoStruct có thể là tính rất nhiều bài toán ở đây. Thì đối với mỗi loại bài toán thì các bạn sẽ cần nối những cái loại dữ liệu đầu vào khác nhau. SPC thì mình sẽ chọn là SPC. Close thì mình sẽ chọn là fork. Đó. Rồi như vậy là cái mình đã tiến hành thiết lập xong. Bây giờ chúng ta sẵn sàng để chạy phân tích thành cái cấu rồi. Để chúng ta sẽ lưu lại cái file này. Sẽ cô đăng lại. Và ok, dams hypermesh nhé. Ok rồi, chúng ta sẽ cùng chuyển qua cái tab analysis và chúng ta sẽ chọn vào cửa sổ object, cái nút object đây này, để chúng ta tiến hành phân tích. Rồi đến đây chúng ta sẽ bấm vào tiếp vào OptiChock để phần mềm chạy. Phần mềm báo lỗi là do chúng ta chưa nhập đủ cái thông số cần thiết. Ở đây chúng ta sẽ cần thêm một cái vật liệu material, chúng ta sẽ đặt ở đây là thép ví đồ thô và loại vật liệu ok mát 1. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái nữa là property, property ở đây để gán cái tính chất vật liệu đó vào phần mà những cái phân tử.
Ok, P-Cell chúng ta sẽ chuyển sang thành P-Sonic. Và đây chúng ta sẽ chọn vật liệu vào đây. Material. Đó, ok. Sau khi có này rồi thì chúng ta sẽ chọn và gán cái property vào đây. Rồi, vậy là đã xong này. Và chúng ta sẽ tiến hành chạy. Rồi. Như vậy là phần mềm sau một vài phút tính toán thì nó đã chạy xong. Và nó sẽ báo là analysis complete đây. Và chúng ta sẽ bấm vào nút result này để thực hiện mở kết quả lên. Để xuất kết quả nhé. Thì đây, sau khi bấm result thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang cái phần mềm Anti Hyperview như mình có nói trong cái quá trình mà mình nói ngay trong đầu video ấy. Thì đây là giao diện của thằng Hyperview, thì về cơ bản nó sẽ giống như thằng Hypermesh Object. Đó. Nó sẽ như này. Và tại cái phần mềm này thì chúng ta sẽ đọc được một số những cái kết quả liên quan đến độ bền kết cấu, ví dụ như là displacement, chuyển vị, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn vào displacement và chúng ta bấm apply. Và chúng ta sẽ quan sát được cái giá trị chuyển vị. Đó, là đây, lớn nhất và nhỏ nhất ở đây. Đó. Và tương tự như vậy là chúng ta có thể xem được ứng suất đây. Đó, tại những cái vị trí mà chúng ta thực hiện đặt ngảm đấy, những cái vị trí có nguy cơ có tập trung ứng suất thì ok. Cái phần này thì mình sẽ không nói rõ, không nói kỹ càng đây, mà các bạn sẽ cùng theo dõi, và là các bạn hãy xem những cái bộ video hướng dẫn về phần mềm, hướng dẫn sử dụng phần mềm OptiChuck của bên mình nhé. Ok, như vậy là trong video này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta kết hợp giữa phần mềm EDM và phần mềm OptiChuck để chúng ta tiến hành mô phỏng và phân tích bền cho kết cấu. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ok.